Bài chỉ thực đạo trễ hoàng sử dụng cho trường hợp nặng hơn. Mình sử dụng thêm một số các loại dược liệu là nó hỗ trợ kiện tỳ để làm tiêu hóa thức ăn ở cái trường hợp mà mình bị tích trệ nặng hơn. Rồi, cảm ơn chị. Một ý kiến hay ha. Còn các anh chị khác thì sao? Cô ơi, cái bài thức trợ mà cái bài mà bảo hòa hoàng của cô là do mình ăn thịt nó nhẹ hơn, nó không có bị nhiệt, nó không có bị nhiệt đó, nên cái tỳ vị nó bị thực thôi. Còn cái bài mà đạo chỉ thực đạo chỉ hoàng thì do nó thực là thuộc thực nhiệt của cô, nó tích trợ mà tích thực nhiệt nóng trong người, nó gây ra những cái tình trạng như vậy, to như là táo bón này họ, mình mới dùng bên bài chỉ thực đạo hoàng có nặng hơn cô. Rồi, cảm ơn anh. Cũng một lại một ý kiến hay. Và các anh chị khác thì sao? Có ý kiến khác không các anh chị? Anh chị nhìn ha. Một bên là thực tích, một bên là thực tích kèm theo thấp nhiệt. Các anh chị nói đúng hết rồi đó. Bên này nó nặng hơn. Chính vì nó nặng hơn cho nên mình mới sử dụng đại hoàng làm quân các anh chị. Đại hoàng là một thuốc tẩy sổ mạnh nha. Mình mới tại vì thấp nhiệt nó vô nó nhiều, vừa thực tích mà còn thấp nhiệt trong đó nữa, cho nên quyết định là thải thấp nhiệt ra ngoài theo hai con đường luôn, là đường phân và đường nước tiểu. Thì bên này nè dành cho nhóm triệu chứng mạnh nặng hơn, bên này thì ít hơn các anh chị nha. Như các anh chị nói đúng rồi đó. Rồi đây là vị gì các anh chị? Này giống đại hoàng quá không phải không? Đại hoàng đó các anh chị nha, đại hoàng. Rồi mình sẽ đi vào cái nhóm thứ hai, đó là phương thuốc kiện tỳ tiểu thực nha. Như nãy em nói rồi á, mình có hai nhóm, một nhóm là tỳ chưa bị hư mà chẳng qua mình ăn nhiều vô thôi, nhóm thứ hai là tỳ bị hư rồi thì mình sẽ sử dụng phương thuốc khác. Thì đây đây là cái phương thuốc dành cho tỳ nó bị hư trước rồi đó, thì mình gọi là phương thuốc kiện tỳ tiêu thực. Mình có một bài thôi các anh chị, đó là kiện tỳ tiêu thực trong sách là chứng chỉ chuẩn thần đó. Thành phần gồm có bạch trực, nhân sâm, thục linh, cam thảo, sơn dược, hoàng liên, mộc hương, thần khúc, sa nhân, sơn tra, nhục đậu phấu, trần bì và mộc nha. Các anh chị sẽ thấy là liều ở đây á, nó ở 6 gram, tầm 6 gram, tầm 10 gram, 9 gram, chỉ có một vị bạch trực là 16 gram thôi nha các anh chị. Các anh chị biết tại sao không? Tại vì cái tỳ trong trường hợp này tỳ đang bị hư, cho nên mình đừng dội nhiều, quá nhiều gam thuốc vào trong tỳ. Một bài thuốc mà các anh chị cho khoảng 100 gam, 120 gam mà trên người tỳ hư á, người ta khó hấp thu lắm các anh chị. Cho nên những trường hợp này thường là em sử dụng 6 gam, mà có những người tỳ hư nặng thì sử dụng có 4 gam thôi, chứ không có sử dụng nhiều lên đến 12, 13 gam đâu. Rồi, cách dùng là các anh chị sẽ tán một mịn ha. Tuy nhiên các anh chị có thể dựa vào cái liều này để mình cho thuốc thang luôn cũng được. Thì công dụng là kiện tỳ trước nè, rồi mới tiêu thật chỉ tả. Các anh chị thấy không? Kiện tỳ là chính đó, rồi mới tiêu thật chỉ tả. Chỉ tả là cầm, không có cho đi tiêu chảy đó các anh chị. Là chỉ định là chứng tỳ hư thực tích, triệu chứng gồm có ăn ít nè. Là chính vì tỳ hư cho nên bệnh nhân ăn uống không ngon miệng, bệnh nhân khó tiêu luôn, là do tỳ rối loạn chức năng vận hóa tủy cốc ha. Là tiêu lỏng là hồi nãy do tỳ mất chức năng của thân, ngực bụng đầy tức nãy em nói rồi. Chính vì những triệu chứng này, vừa mệt, ăn ít khó tiêu còn tiêu chảy nữa, thì cho nên sẽ thấy người nó mệt mỏi uể oải vô cùng, rêu nhầy, vàng nhẹ, mạch hư nhược. Các anh chị thấy đây mạch hư nè. Rồi cơ chế của bài thuốc các anh chị thì ở đây các anh chị sẽ thấy một dàn bài này gồm có sâm nè, linh, trực thảo. Đây là bài gì các anh chị? bài này là bài tứ quân đúng không? Đúng rồi, bài tứ quân thôi các anh chị, để bổ khí là chính và chủ yếu là theo con đường kiện tỳ. Như vậy cái bài này mục đích vô là để làm cho cái tỳ khí nó mạnh lên. Thì ở đây là kiện tỳ bổ khí nè, thẩm thấp dị tả. Rồi sau đó mình sẽ gia thêm ba vị nữa, đó là sơn tra, thần khúc và mạch nha, có công dụng là tiêu thực tích nha. Nhưng ba vị này nó tiêu thực tích nhẹ nhẹ thôi chứ nó không có tiêu mạnh đâu, tại vì tỳ đang bị hư rồi, không có cho những cái vị thuốc công phạt mạnh vô. Ngoài ra còn có sơn dược nè, nhục đậu khấu là để kiện tỳ chỉ tả, mộc hương, sa nhân, trần bì, nhóm này là nhóm hành khí lý khí các anh chị nha. Rồi hoàng liên cuối cùng có một vị để thanh nhiệt táo thấp thôi đó. Thì các anh chị thấy nhìn cái bài này nó nhẹ, tại vì tỳ bị hư rồi, không có cho thuốc công phạt mạnh đâu nha. Rồi nói tóm lại cái bài ngày hôm nay á, mình học bài thuốc tiêu thực thì có hai nhóm,
hai nhóm bài thuốc. Một á, là do tỳ vị chưa hư thì mình sẽ sử dụng một cái nhóm gồm hai bài bảo hòa hoàng hoặc là chỉ thuật đạo trại hoàng. Cái nhóm thứ hai là tỳ bị hư nhược rồi thì các anh chị sẽ sử dụng bài này nha. Mình như vậy mình chỉ học có ba bài thuốc thôi trong bài ngày hôm nay. Rồi ba bài thuốc này các anh chị có thắc mắc gì không? Rồi nếu không có thắc mắc thì em sẽ ôn tập cho các anh chị nha, để các anh chị nhớ lại bài thuốc. Rồi, mình sẽ đi vào cái phần ôn tập bài thuốc của mình luôn. Mình học xong sớm nghỉ sớm, khỏi phải giải lao nha các anh chị. Rồi, bây giờ các anh chị thử nhớ lại tất cả những bài thuốc mình học. Liệt kê những bài thuốc đã học đi các anh chị. Cô, bài đầu tiên là bài giải biểu. Bài thuốc giải biểu, bài thuốc ôn lý. Rồi bài thuốc thanh nhiệt, thuốc bổ âm bổ dương, thuốc bổ khí huyết, thuốc lý huyết, thuốc trừ đàm trừ phong. Rồi. Có gì nữa không chị? Chị nhớ tốt á, nhưng mà mình thêm sâu thêm chút nữa thì kể tên á. Còn chị đang kể nhóm bài thuốc. Kể tên từng bài các anh chị. Thuốc giải biểu thì có bài ma hoàng thang với quế chi thang. Không, thuốc giải biểu thì có là tân ôn giải biểu với tân lương giải biểu cô. Còn tân ôn giải biểu thì có bài thuốc là ma hoàng thang và quế chi thang. Còn tân lương giải biểu thì có bài ngân kiều tán với tan cúc ẩm. Có một bài là phù chính giải biểu là bài thuốc là xâm tô ẩm. Rồi, chị nhớ khá tốt ha, chị nhớ được cái nhóm đầu tiên rồi đó các anh chị, đó là nhóm giải biểu. Mình đi từ từ để mình ôm luôn. Đây là nhóm bài thuốc của mình, bài thuốc giải biểu. Thì các anh chị gần tới ngày thi á, hoặc là sắp làm kiểm tra thì các anh chị chịu khó vẽ cái sơ đồ cho nó dễ nhớ các anh chị. Thì mình vẽ mình thuộc nhóm thôi nè. Ví dụ bài thuốc giải biểu thì có ba nhóm: tân ôn giải biểu, tân lương giải biểu và phù chính giải biểu. Rồi sau khi các anh chị đã chia nhóm rồi, các anh chị ghi tên bài thuốc lên, lấy cây bút đỏ ghi vô đây vị thuốc nào làm quân, công dụng để làm gì, là cách để các anh chị học bài thuốc. Thì ở đây có hai bài ma hoàng thang và quế chi thang ha. Nhóm tân ôn giải biểu á, tân lương giải biểu á, thì nó gồm có hai bài là ngân kiều tán và tan cúc ẩm. Cái nhóm cuối cùng là phù chính giải biểu thì nó có một bài thôi, đó là xâm tô ẩm là xong. Như vậy cái nhóm này có 5 bài các anh chị. Rồi mình sẽ qua bài thuốc ôn lý. Một anh chị nào đó nhắc lại bài thuốc ôn lý gồm những nhóm nào và gồm những bài thuốc nào đi các anh chị. Thưa cô, thuốc ôn lý thì gồm có thuốc ôn kinh tán hàn. Ôn kinh tán hàn thì gồm có bài thuốc đương quy tứ nghịch thang và có ôn trung tán hàn là lý trung hoàng và can khương làm quân ạ. Còn hồi dương cứu nghịch thì có bài thuốc tứ nghịch thang ạ. Rồi, các anh chị sẽ coi ha. Rồi, chị trả lời đúng ha các anh chị. Nhớ bài đó, đó mình nhớ bài tốt. Thì mình sẽ có ba nhóm nè, ôn kinh tán hàn, ôn trung tán hàn, đi sâu vô nữa là sẽ sử dụng nhóm hồi dương cứu nghịch. Thì ôn kinh tán hàn mình có bài đương quy tứ nghịch thang, ôn trung tán hàn thì có lý trung hoàng, và cuối cùng hồi dương cứu nghịch có bài. Rồi mình sẽ đi qua cái bài thuốc thanh nhiệt các anh chị. Bài thuốc thanh nhiệt thì gồm những nhóm nào các anh chị? Thank you.
Để em nhắc cho các anh chị nhớ chút xíu ha. Thì mình có nè, các anh chị nhớ cái đường truyền của nhiệt tà đó, thì nó dừng lại khí vận. Thì mình sẽ có hai bài, đó là bạch hổ thang và thanh thử ích khí thang. Thì đã hướng dẫn các anh chị là khi nào sử dụng bạch hổ thang, khi nào sử dụng thanh thử ích khí thang rồi. Sau đó nếu như không điều trị nhiệt tả đi sâu hơn, nó ghé ở phần dinh huyết đó, thì mình sẽ có bài là thanh dinh lương huyết nha. Còn nếu như cũng không điều trị luôn đi sâu vào trong tạng phủ thì tùy nhiệt tà nó lưu ở tạng phủ nào, mình sẽ có bài thuốc để trị ở tạng phủ đó. Ví dụ như ở tâm thì sẽ có bài đạo xích tán, ví dụ ở can thì sẽ có long đỡn tả can thang, ở phế là tả bạch tán, ở tỳ vị là thanh vị tán. Còn nếu như cái nhiệt tà để lưu trong cơ thể lâu quá đi, nó sẽ trở thành cái dạng hư nhiệt, thì mình sẽ có bài là thanh cốt tán đó. Thì các anh chị vẽ ra về cho nó dễ nhớ. Rồi tiếp tục mình sẽ qua cái nhóm thuốc trừ phong các anh chị. Nhóm thuốc trừ phong thì chia ra là nội phong và ngoại phong, đúng không? Ở ngoại phong là phong tả ngoài nó đi vô đó, thì mình có hai bài thôi là xuyên phun trà điều tán và đại tần giao. Còn cái nội phong đó là chính phong ở bên trong cơ thể mình do nội bệnh nội thương nó sinh ra, thì sẽ có một cái bài đó là thiên ma câu đằng ẩm. Rồi tương tự qua cái bài thuốc trừ đàm á, thì sẽ có một số nhóm, nó chỉ có một nhóm duy nhất thôi các anh chị, đó là trừ đàm thấp. Thiệt ra đó, cái bài trừ đàm này á, nếu mà đúng chương trình của hệ đại học á, thì sẽ có là thuốc trừ đàm thấp nè, đàm nhiệt và đàm hàn. Tuy nhiên ở chương trình của các anh chị á, thì chỉ học bài thuốc trừ đàm thấp thôi, đó là bài nhị trần thang. Cái bài này cũng là bài nền tảng luôn các anh chị, nó là bài nền tảng đó. Rồi sau này mình học về thuốc trừ đàm hàn hay là thuốc trừ đàm nhiệt thì đều lấy cái bài nhị trần thang này làm nền tảng để biến thể. Rồi mình qua cái bài thuốc an thần. An thần thì gồm có cái nhóm là dưỡng tâm an thần và trọng trấn an thần. Tuy nhiên chương trình của mình học thì chỉ học dưỡng tâm an thần thôi. Thì mình được học hai bài lớn các anh chị, đó là thiên vương bổ tâm đơn nè, nó sẽ đánh vào trong tạng tâm. Thì song song với cái bài thiên vương bổ tâm đơn sẽ có ba cái bài biến thể trên lâm sàng ở đây nha. Rồi tiếp tục tới bài tan táo nhân là để chữa dưỡng tâm an thần ở tạng can, chữa mất ngủ kiểu tạng can. Tiếp tục mình sẽ qua bài thuốc là lý huyết, thì sẽ có một số bài như sau. Bài nền tảng nhất là bài đào hồng tứ vật, tức là bài tứ vật gia đào nhân và hồng hoa. Rồi sau đó mình sẽ có một cái bài riêng là huyết phủ trục ứ thang, nó cũng từ cái bài đào hồng tứ vật thang này gia giảm thôi. Thì mình ra được cái bài huyết phủ trục ứ thang rồi thì lại tiếp tục gia giảm nữa, thì mình có một số bài trên lâm sàng như là thông khiếu hoạt huyết thang, như là cách hạ trục ứ thang, thiếu phúc trục ứ thang hay là thân thống trục ứ thang. Thì chỉ định của tầng bài này hôm bữa em cũng đã nói cụ thể rồi, anh chị mở slide ra ôn lại. Và đặc trưng có một cái bài cũng là biến thể của huyết phủ trục ứ thang mà chuyên trị huyết ứ trên bệnh nhân ứng phong, hoặc là mình nói nôm na dễ hiểu bên tây y là chuyên trị thể huyết ứ trên bệnh nhân sau tai biến, sau đột quỵ các anh chị. Thì mình sẽ sử dụng bài bổ dương hoàng ủ thang. Rồi mình qua cái bài thuốc tiêu thực hôm nay mình mới vừa học nè, thì chỉ có hai nhóm thôi, đó là thực tích là tùy còn khỏe mạnh không bị hư, thì sẽ có hai bài, đó là bảo hòa hoàng và trị thực đạo trệ hoàng. Còn nếu như tùy đã hư rồi á, thì có một bài thôi, cũng là cái tên này luôn, bài thuốc kiện tùy tiêu thực anh chị. Rồi bây giờ mình sẽ qua cái hệ thống bài thuốc bổ cho thuốc y học cổ truyền. Anh chị nhìn quanh đi quẩn lại nó có mấy nhóm thôi, trong đó nhóm thuốc bổ là quan trọng nhất và nó có hiệu quả trên lâm sàng nhất, cho nên các anh chị phải nhớ. Thứ nhất là thuốc bổ dương các anh chị. Bổ dương thì mình có một cái bài nền tảng, đó là bài thận khí hoàng hay còn gọi ngắn gọn là bài bát vị. Rồi sau đó mình học thêm bài hữu quy hoàng, có hai bài thôi à, bài bổ dương á. Rồi sang bài thuốc bổ âm thì các anh chị sẽ thấy nó có một cái nền tảng một bài duy nhất thôi, đó là bài lục vị nha, lục vị. Thì từ bài lục vị đó nó sẽ có rất nhiều biến thể, ví dụ tả quy hoàng nè, ví dụ lục vị tri bá nè, ví dụ nhất quán tiểu hay lục vị kỷ cúc hay là bạch hợp khấu kim hoàng là biến thể hết. Rồi mình sẽ qua cái nhóm bài thuốc bổ khí các anh chị. Bổ khí thì có một bài thuốc nền tảng là tứ quân. Từ tứ quân gia giảm thì sẽ thành ngũ vị dị công tán, hoặc là thành lục quân tử thang, hoặc là thành hương sa lục quân. Thì nền tảng vẫn là bài thuốc tứ quân. Rồi ở đây mình có một cái bài riêng nữa, đó là ngọc bình phong tán, hoặc là bài xâm linh bạch trực tán, dành cho bổ khí ở phần tỳ. Nếu như rối loạn chức năng
tùy chủ thân thì mình sẽ sử dụng cái bài thuốc là bổ trung ích khí thay nha. Cuối cùng là bài sinh mạch tán dành cho phế khí hư. Rồi mình sẽ qua cái bài thuốc bổ huyết các chị. Bổ thuốc bài huyết, bài thuốc bổ huyết đó, thì nó có một cái bài thuốc kinh điển đó là tứ vật thang. Thì cái bài này nó là nền tảng, rồi sau đó mình sẽ lấy bài này gia giảm thành những bài khác. Bài thứ hai là bài quy tỳ thang. Rồi như vậy thì thuốc bổ huyết nó có hai bài thôi. Các anh chị thấy á, cái dàn thuốc bổ của mình á, bốn nhóm đúng không, bổ âm, bổ dương, bổ khí, bổ huyết, mỗi nhóm luôn có một bài thuốc nền tảng. Từ bài thuốc nền tảng đó mình sẽ biến hóa ra thành những bài thuốc trên lâm sàng nha. Đó là cách làm thuốc, chứ không phải là mình cứ cố mình học thuộc lòng cả ngàn bài thuốc, không đầu óc nào nhớ nổi đâu các anh chị. Chỉ nhớ cơ chế bệnh sinh, nhớ cơ chế của bệnh đó, ra được cơ chế của bệnh, ra được pháp trị, và mình sẽ sử dụng những bài thuốc kinh điển mình nhớ. Rồi đây là những bài thuốc kinh điển thông dụng em để lại cho các anh chị coi nha. Đây là tổng hợp trên lâm sàng luôn, thì trên lâm sàng em không sử dụng nhiều bài thuốc đâu, chỉ có khoảng 30 bài này thôi các anh chị nha, chưa tới. Thì các anh chị sẽ thấy là tứ quân nè, tứ vật, tứ quân với tứ vật kết hợp lại thành bát trân, kết hợp thêm hai vị nữa đó là nhục quế và hình kỳ thì thành thập vàng đại bổ, hoặc là từ bài bát vị bỏ hai vị ra thành lục vị. Rồi nếu như mà cái nhóm dưỡng tâm an thần á, thì mình sử dụng cái nhóm thiên vương bổ tâm đơn hoặc tăng táo nhân. Còn biến thể trên lâm sàng như thế nào thì từng bài cụ thể em đã chỉ hết cho các anh chị rồi, nói chung là chỉ hết nó không có dấu gì cả. Rồi nếu mà trừ đàm thấp á, thì mình sẽ sử dụng bài nhị trần thang nha. Còn đây là những cái bài mà lý khí hành khí. Rồi tiếp tục tới phút này là những bài trừ trừ phong nè các anh chị, ngoại phong và nội phong. Bên này là bài thuốc khử huyết ứ nha, bổ dương hoàng ngũ thang, huyết phủ trục ứ thang đã nói rồi, rất độc hoạt đang ký sinh, khương hoạt thắng hấp thang. Hai bài này là để trừ đau nhức cơ xương khớp, một bài độc hoạt đang ký sinh là để trị nửa phần dưới của cơ thể từ thắt lưng đi xuống, còn cái bài khương hoạt thắng hấp thang á, là để trị từ phần thắt lưng đi lên trên, tại vì nó có cái vị khương hoạt á, nó làm chủ ở nửa phần trên cơ thể, còn độc hoạt á, thì làm chủ nửa phần dưới của cơ thể. Hoặc là mình có thể sử dụng bài nguyên tí thang, thì từ nguyên tí thang có thể biến thể ra nhiều bài lắm, ví dụ tam tí thang. Rồi hoặc mình sẽ qua cái nhóm thuốc bổ dương như là hữu quy hoàng, tả quy ẩm, bát vị nha các anh chị, từ đó biến thể ra hết trơn à. Rồi tiếp tục quy tỳ thang, sinh hoạt tán, rồi quế chi thang, ma hoàng thang. Hai bài này là hai bài thuốc dễ biểu, cái này là bài thuốc thanh nhiệt lưu huyết. Rồi cuối cùng bài đọc xâm thang. Cái nhóm này nè là cái nhóm bài thuốc mà dành cho tà nó đi ở biểu, thì các anh chị nếu muốn giải biểu nhiệt tà hay là hàng tà mà muốn giải biểu thì các anh chị dùng cái nhóm như này. Thì tóm lại đây là những bài thuốc kinh điển thông dụng nhất trên lâm sàng, các anh chị nên nhớ những bài này, rồi sau đó mình sẽ gia giảm thêm. Rồi như vậy cái phần ôn tập bài thuốc á, này là hết, em ngắn gọn vậy thôi ha. Các anh chị có thắc mắc gì không về cái phần ôn tập? Dạ con có gửi cái bài ôn tập này nhưng không con? Có, em sẽ gửi cho các anh chị hết á. Dạ cảm ơn con. Rồi không có gì thì mình thêm một cái phần nữa rồi mình sẽ nghỉ các anh chị. Hôm nay coi như là ngày mình học lý thuyết cuối cùng của phần bài thuốc rồi, thì em sẽ có một cái để em chia sẻ với các anh chị về nghề làm thuốc thôi, đặc trưng là làm thuốc, còn những chuyện khác thì các anh chị sẽ học thêm ở lâm sàng. Rồi mượn cái trích dẫn của bên khoa dược, lịch sử phát triển ngành dược các anh chị, thì cách đây 2.000 năm trước công nguyên có một cái than phiền là tôi bị đau nhức xương khớp, thì 2.000 năm trước thì người ta nói hay uống lá cây này đi nó khỏe, rồi sau đó 200 năm thì người ta nói là uống nước sắc cây cỏ và vận động khí công, rồi 1.000 năm sau công nguyên thì nói cây cỏ nó dở lắm phải cầu kinh đi. Thì giai đoạn này là giai đoạn tôn giáo phát triển đó các anh chị. Rồi sau đó năm 1850 sau công nguyên thì người ta cho là kinh thánh là mê tín dị đoan, hay uống dung dịch này đi. Thì giai đoạn này bắt đầu dược phát triển nè, những cái thuốc mà được tổng hợp đó, bắt đầu nó phát triển. Rồi năm 1940 sau công nguyên người ta nghĩ là coi chừng cái dung dịch này là thuốc độc đó, hãy uống cái viên thuốc này đi.
thì đây là giai đoạn phát triển của thuốc viên của Tây y. Rồi năm 2000 sau công nguyên, tức là giai đoạn này, giai đoạn mình đang sinh sống đó, thì con người nhận thấy là kháng sinh, kháng viêm nó quá nhiều tác dụng phụ đi, cuối cùng quay lại hãy ăn uống cây cỏ thực vật. Các anh chị thấy đi 2000 năm trời, cuối cùng quay lại vẫn là ăn uống cây cỏ thực vật nha. Thì không biết là trong tương lai cái thuốc đó, nó sẽ biến đổi như thế nào, nhưng mình thấy trong thời đại này có vẻ như là người ta đang quay về với cây cỏ thực vật. Mà dù cái cây cỏ thực vật thì nó liên quan đến y học cổ truyền. Các anh chị hay nói là thời này là thời của các anh chị đó, là thời của thuốc thực vật, hay gọi là thời tới cả không kịp đó. Và ví dụ như là một con gà nó ăn cám thì nó dở hơn là con gà ăn cỏ, hay ví dụ vậy. Nhưng mà đây là ưu điểm của thuốc y học cổ truyền. Nói về ưu điểm của thuốc y học cổ truyền thì chắc em không giỏi bằng mấy anh chị bán thực phẩm chức năng. Mấy anh chị ngồi nói từ sáng đến chiều luôn cũng chả hết. Nhưng mà hai cái ưu điểm em thích nhất của thuốc y học cổ truyền á, được công nhận rồi, được khoa học công nhận và chứng minh rồi. Thứ nhất, nó chứa hoạt chất tự nhiên nha, nó tác động chậm nhưng thời gian phân hủy nó lâu. Các anh chị sẽ thấy một vài nghiên cứu, người ta nghiên cứu á, ta sử dụng thuốc y học cổ truyền song song, một bên sử dụng thuốc y học cổ truyền, một bên sử dụng thuốc Tây y, thì thuốc Tây y có hiệu quả nhanh hơn, nhưng thời gian sau thì thuốc y học cổ truyền có hiệu quả vượt trội hơn. Thì đây là do cái thời gian phân hủy các chị nha. Cái thứ hai thì thuốc y học cổ truyền nó cũng đào thải qua gan thận, nhưng nó hạn chế tác động lên tế bào gan và thận hơn rất nhiều so với thuốc hóa học đó. Thì đây là hai cái ưu điểm mà em thích nhất của thuốc y học cổ truyền hay là thuốc thực vật nói chung á. Nhưng mà nói đi thì nói lại, không có cái gì tuyệt vời đâu các anh chị. Nhược điểm của thuốc y học cổ truyền đầy rẫy luôn nha, đang nghiên cứu và nghiên cứu ra rồi rất nhiều và người ta vẫn còn nghiên cứu nữa. Thứ nhất là do nó tác động chậm, cái ưu điểm nó cũng hóa thành cái nhược điểm luôn, cho nên nó chữa bệnh lý cấp tính hạn chế vô cùng. Cái thứ hai, các anh chị thấy thuốc y học cổ truyền cực kỳ khó bảo quản nha. Nhà anh chị nào làm thuốc biết rồi, thuốc mình lấy về đó phải có kho lạnh nè, kho nóng nè, còn nếu không các anh chị giục đại ở trong nhà của mình đó thì chừng tháng 2 tháng sau nó bị mốc, hoặc là nó bị mọt, hoặc là nó bị gì đó hư hết trơn nè. Rồi cái thứ ba đó, nó có một cái hiện tượng là thuốc nó dởm thì nó rẻ bèo nhưng mà nó không có hiệu quả, còn thuốc nào mà xịn xịn thì nó quá mắc tiền đi, nó đắt đỏ lắm luôn á. Các anh chị thấy một thang thuốc y học cổ truyền và thang thuốc xịn á thì cũng phải 150.000-200.000 nha. Mà bệnh y học cổ truyền á thì đâu phải là uống ngày một ngày hai, người ta uống cả năm á. Anh chị thấy là chi phí nó bỏ ra quá mắc đi. Và ví dụ như thuốc y học cổ truyền, một bài thuốc để giải cảm á thì nó cũng là 150 một thang rồi, so với uống một cái thuốc cảm paracetamol của Tây y á nó có 500 đồng thôi, thì làm cho người dân của mình, người ta sợ uống thuốc y học cổ truyền do không có kinh tế để đi theo. Rồi và cái thứ năm là thuốc nam á, thì chưa có hệ thống dược lý hoàn thiện, chỉ là mới chữa theo kinh nghiệm thôi các anh chị. Thứ sáu là chưa xác định được hệ thống dược lý của toàn bài thuốc và độc tính cấp của nó nha. Rồi thứ bảy là bài thuốc y học cổ truyền á, thì thiếu nhiều nghiên cứu minh chứng. Mỗi giờ học thì em cung cấp cho các anh chị nghiên cứu, anh chị thấy đa số nước ngoài làm không à, Việt Nam ít làm lắm, làm thì làm có mấy chục người à, mà một cái nghiên cứu để có hiệu quả thì nó tối thiểu phải 1.000 người. Các anh chị thấy nước ngoài ta có tiền mới làm, còn Việt Nam không có tiền, làm cái nghiên cứu rất tốn kém. Và cuối cùng, nếu như mà không có hiểu về lý luận y học cổ truyền á, hay là cái môn mà thứ bảy các anh chị mới vừa thi đó, thì chắc chắn sử dụng thuốc không có hiệu quả đâu các anh chị nha. Tại vì thuốc y học cổ truyền xây dựng trên nền tảng lý luận y học cổ truyền, các anh chị phải tuân theo nó thì mới có hiệu quả. Rồi một số nhắn nhủ cho các anh chị về dùng thuốc. Cái ý đầu tiên á, thuốc y học cổ truyền nó khác với thuốc Tây y rất nhiều. Các anh chị thấy một viên thuốc Tây để trên bàn nó là thuốc Tây, nó rớt xuống đất nó vẫn là thuốc Tây. Nhưng thuốc y học cổ truyền để trên bàn là thuốc, nó rớt xuống đất là thành rác rồi. Các anh chị ngẫm nghĩ lại có đúng không? Nó vậy chi vậy, để nói về cái chuyện nó đi nó lại vẫn là chuyện bảo quản thuốc y học cổ truyền rất khó khăn. Cho nên mình phải bảo quản nè, từ bào, từ sơ chế nè, từ bào chế nè, rồi bảo quản cho thiệt kỹ chứ không nữa thành rác hết các anh chị. Rồi, cái thứ hai, ví dụ các anh chị nhìn vị này vị gì các anh chị? Cam thảo rồi Không phải, vị này không phải cam thảo, rất quen á các anh chị. con này giống ngu tắc quá con Không phải ngô tóc luôn, còn liêm còn bán gì đó con.
hình kỳ nó là hình kỳ á các anh chị, nó là hình kỳ á, hình kỳ xịn đó nha, hình thầy sách tay về đó, tuy nhiên không bảo quản kỹ các anh chị, nhìn đây nó lên móc xanh hết trơn, nó lên móc xanh đây nha, mà khi hình kỳ nó đã lên móc rồi á thì bỏ chứ không có xài được, xài để sinh ung thư, cho nên các anh chị thấy nè, mua thì nó tốn tiền nhưng mà bảo quản không kỹ cái nó móc là mình phải bỏ thôi đó. Đây là nhược điểm lớn của thuốc y học cổ truyền. Cái thứ hai, thuốc là để chữa bệnh nha các anh chị, chứ không phải thuốc để uống chơi, cho nên là người bệnh thì mới cho thuốc, còn người ta khỏe thôi đừng cho thuốc, ngay cả rượu thuốc các anh chị học và chế em nói rồi đó. Và cái thứ ba thì đưa ra một cái sơ đồ cho các anh chị nhớ, gồm bốn chữ thôi à, lý pháp phương dược. À, lý là phải nắm được lý luận cơ bản, pháp các anh chị phải biết được pháp trị, tức là bệnh nhân có khai triệu chứng của mình lập được pháp cương, mình ra được chẩn đoán, các anh chị phải ra được pháp trị, rồi sau đó các anh chị mới cho thuốc điều trị, chứ mình không được điều trị mù. Rồi sau đó mình mới đề ra phương pháp điều trị, cuối cùng là cho thuốc nha các anh chị. Các anh chị nhớ sau này làm nghề theo cái sơ đồ này cho em thì mới có hiệu quả trên bệnh nhân. Rồi cái thứ tư, nói về người thầy và người thợ. Thì thầy và thợ ở đây không phải để chỉ y sĩ và bác sĩ, không phải là như vậy. Và các anh chị nhớ, người thầy thuốc, các anh chị có thể là người thầy thuốc. À, nếu như các anh chị chữa bệnh là chữa gốc, tức là chữa nguyên nhân gây bệnh á, mình đừng chữa triệu chứng. Còn thợ thuốc là chữa ngọn. Ví dụ bệnh nhân tới vì mất ngủ, các anh chị chữa theo kiểu thợ á, là các anh chị dùng cho người ta bình vôi lạc tiên, liên tâm, hạt sen đủ thứ hết trơn á, người ta uống vô hên cái người ta ngủ được, còn không hên người ta ngủ không được. Chữa đó là chữa theo kiểu thợ, mình không biết nguyên nhân gây bệnh. Còn chữa theo kiểu thầy thuốc là các anh chị phải coi mất ngủ đó là kiểu tạng can, tạng tâm hay là tạng thận, và các anh chị cho thuốc đánh vào những tạng đó thì bệnh nhân sẽ cải thiện được giấc ngủ đó, các anh chị. Thì đây luôn khuyến khích các anh chị chữa theo kiểu thầy thuốc nha các anh chị. Rồi đây là một cái mũi tên trong phác đồ điều trị của bệnh nhân. Thì cái đầu tiên luôn khuyến khích mà bản thân của em vẫn áp dụng đó là ưu tiên số 1, phương pháp không dùng thuốc, tức là mình có thể cho bệnh nhân tập thể dục, có thể ăn uống, thay đổi lối sống sinh hoạt nha. Và cái thứ hai là cho bệnh nhân khắc phục bệnh của mình bằng đồ ăn thức uống. Các anh chị nhớ cái sơ đồ cân bằng âm dương á, thì đồ ăn thức uống nó cũng là một dạng mất cân bằng âm dương, tuy nhiên nó mất cân bằng ít. Thì những bệnh nhẹ đó mình có thể chế đồ ăn thức uống vô thay vì mình chế thuốc cho người ta nha. Thì nếu như những người nào mất cân bằng âm dương quá nặng thì khi đó các anh chị mới sử dụng thuốc, chứ đừng có bệnh nhân tới nghĩ trong đầu là phải cho thuốc trước. Người Việt Nam có thói quen là đi khám bệnh thì bác sĩ phải cho thuốc, mà không cho thuốc là bác sĩ dởm. Thì từ đó tạo cho bác sĩ một cái thông lệ xấu là bệnh nhân tới là cứ kè thuốc. Như vậy nó tạo một cái hệ lụy nặng nề lắm các anh chị. Rồi cái thứ sáu, các anh chị nhìn cái biểu đồ dân số á, thì mình có người nữ khác người nam, hai đứa trẻ nam khác với nhau nè, nó cũng khác nhau luôn, tại vì cái thể chất của nó khác nhau. Đàn ông khác đàn bà, phụ nữ thì khác với đứa trẻ. Cho nên là khi điều trị thì các anh chị phải cá thể hóa điều trị. Cá thể hóa điều trị là sao? Tức là mỗi người có một phương pháp điều trị riêng biệt dựa vào cái thể chất của họ mà mình cho bài thuốc phù hợp, chứ không có một cái bài thuốc chữa chung, không có một bài thuốc dùng cho tất cả mọi người. Cho nên các anh chị hỏi em á, hỏi sử dụng bài này cho người này được hay không, thường em không trả lời. Không phải là giấu nghề các anh chị, mà tại vì á, mình không có nhìn được, mình không có sờ được, mình không có khám được cái người đó, cái dạng thể chất của người đó như thế nào để mình cho thuốc nha. Cho nên là không có một cái bài thuốc nào dùng chung hết trơn á. Rồi ở đây có một cái sơ đồ, đó là thuốc y học hiện đại thì để chữa bệnh y học hiện đại, thuốc y học cổ truyền thì để chữa bệnh y học cổ truyền. Mình thấy, mình nghe mình thấy nó rất hợp lý. Tuy nhiên bây giờ một số anh chị học xong thì làm chuyện nó hơi bị ngược lại. Các anh chị lấy thuốc y học hiện đại để chữa bệnh y học cổ truyền, và các anh chị lấy bệnh y học hiện đại, các anh chị dùng thuốc y học cổ truyền để chữa. Ví dụ nha, ví dụ như chẩn đoán bệnh lý y học hiện đại là bệnh nhân bị thiếu máu, bắt đầu các anh chị lấy cái hũ thuốc bổ huyết á, các anh chị dùng cho bệnh nhân, thì một số anh chị nó chữa vậy cũng hết vậy, đúng. Nhưng mà mấy thầy cô lớn hay nói một câu, nó hay tự ái nhưng mà thấy đúng lắm vậy. Chữa gì giống như kiểu chó ngáp phải ruồi, lâu lâu ngáp chúng con. Anh chị nhìn đi đâu có đúng đâu. Nè,
Thuốc y học hiện đại nó xây dựng trên nền tảng của bệnh lý y học hiện đại, sao mình đắp vô mình chữa bệnh y học cổ truyền được, và ngược lại nha. Cho nên các anh chị đừng chữa bệnh theo kiểu dấu chéo này. Rồi bây giờ mình muốn kết hợp đông tây y thì mình kết hợp như thế nào? Thì thuốc y học hiện đại phải là chữa bệnh y học hiện đại. Bây giờ các anh chị muốn kết hợp đông tây y á, thì các anh chị coi cái bệnh y học hiện đại này nè, về mặt y học cổ truyền nó là bệnh gì, tức là khám theo y học cổ truyền, ra chẩn đoán y học cổ truyền đó, rồi sau đó mình sẽ dùng thuốc của y học cổ truyền, kết hợp vừa dùng thuốc y học hiện đại vừa dùng thuốc y học cổ truyền là chắc chắn bệnh nhân có hiệu quả nha các anh chị. Rồi cái thứ 8 muốn nhắc các anh chị á, cái hình ảnh này là hình ảnh quen thuộc ha, này trong phim nào các anh chị nhớ không? Tây Du Ký. Tây Du Ký á các anh chị. Mà các anh chị có biết tại sao ông này ông phải đưa cái bình bán cho cái ông này không? Nó thật mới vật được đạo đó cô. Nó thật mới vật được đạo ha. Rồi, ở trong điều trị học cổ truyền nó y chang, em áp dụng cái câu này vô trong điều trị học cổ truyền nha. Các anh chị nhớ á, là chú trọng trong dùng thuốc phải phù chính phù tà. Bệnh nào cũng vậy, các anh chị phải nâng chính khí lên. Cái chính khí của mình khỏe thì mới có sức mạnh chống lại ngoại tà. Còn không mà các anh chị cứ chú trọng vô khu tà mà không có phù chính khí thì bệnh nhân cứ nằm hoài, bệnh nhân không khỏe đâu các anh chị. À, hay cụ thể hơn, các anh chị dùng thuốc nhớ chú trọng kiện tỳ. Các anh chị lật lại tất cả các bài thuốc em hướng dẫn cho các anh chị, đâu đó đều có một hai vị thuốc kiện tỳ trong đó. Không không phải là cam thảo thì nó là đại táo. Không phải là đại táo thì nó sẽ là bạch trực, bạch thược vân vân. Thì đó là những vị thuốc kiện tỳ nha. Rồi cái thứ hai là chú trọng khí huyết tân dịch trong cơ thể. Đây là dạng vật chất quan trọng trong cơ thể, cho nên các anh chị phải chú ý nó khi dùng thuốc, không được làm cho nó hư hao và thất thoát. Các anh chị nhớ cho em hai ý này trong dùng thuốc thì chắc chắn mình điều trị có hiệu quả. Rồi cái thứ tám các anh chị, cái thứ tám mượn cái hình này để nói thôi, thuốc nào cũng vậy thôi các anh chị. Thuốc tây y nó độc, mình hay chê là thuốc tây y độc lắm đó, nóng lắm đó. Thì thuốc đông y nó y chê, nó không khác gì hết trơn á, nó cũng có tác dụng phụ nha, nó cũng có chỉ định, chống chỉ định, cho nên các anh chị đừng chủ quan là tôi cho người bệnh uống thuốc tây y nó mát mẻ nó không sao, không có đâu, thuốc đông y nó cũng độc y chang vậy đó. Rồi cuối cùng cái số 10, các anh chị làm gì làm, nhưng nếu đã làm thuốc y học cổ truyền rồi thì phải tuân theo âm dương và ngũ hành nha các anh chị. Thì cái câu cuối cùng á, nó là vấn đề nhức nhối hiện tại trong dùng thuốc. Các anh chị hay thấy quan điểm là tây y hóa y học cổ truyền. Tây hóa y học cổ truyền là sao? Ví dụ bệnh nhân mất ngủ thì tìm những cái hoạt chất nào đó chữa mất ngủ ở trong dược liệu để đắp vô cho bệnh nhân. Thì em hay nói chữa ngoài là chữa mù đó. Thì có người khỏi nhưng đa số không khỏi, tại vì không có chữa theo lý luận y học cơ bản nha. Cho nên là khi học xong thì các anh chị nhớ, để sử dụng thuốc y học cổ truyền có hiệu quả thì các anh chị hiện đại hóa thuốc y học cổ truyền, nhưng đừng tây y hóa nó. Về bản chất nó vẫn xuất phát từ triết học phương Đông chứ không phải là triết học phương Tây. Các anh chị nhớ được nằm lòng, được học thuyết âm dương ngũ hành là các anh chị sử dụng tốt được thuốc y học cổ truyền. Rồi chỉ có 10 điều nhắn nhủ như vậy thôi. Các anh chị có ý kiến gì không? Còn không là mình nghỉ ở đây đó. Cô ơi, cho em hỏi một cái ngoài bài học đúng không ạ? Rồi hỏi đi các anh chị. À, em muốn hỏi cái ăn cung ngưu á cô, tác dụng của nó có phải thần thánh giống như là người ta hay nói không, và cái chu sa ở trong cái ăn cung ngưu á mình sử dụng lâu dài nó có tác dụng phụ không cô? Em về cái viên ăn cung ngưu hoàng hoàng, hình như có một bài em nói với các anh chị rồi đúng không? Em có để nguyên một cái slide nói về ăn cung ngưu hoàng hoàng, lớp mình có được chiếu slide không? Dạ có. Dạ rồi cô. Rồi ha, rồi, thì chị chịu khó mở coi lại, nhưng mà em nhắc thôi, em nói lại luôn cho để chị có ấn tượng. Thì đa số những cái thành phần trong ăn cung ngưu hoàng hoàng nó có hai nhóm chính thôi, một là khoáng vật, trong đó có chu sa, cái thứ hai là nhóm thuốc thanh nhiệt. Thì để làm gì vậy? Nó để chữa cái chứng mà nó xuất huyết do nhiệt bất huyết vận hành nha, chứ không phải là tất cả các thể nhồi máu não, đột quỵ hay gì đó đều sử dụng ăn cung ngưu hoàng hoàng là có hiệu quả. Nó chỉ có hiệu quả trên một dạng của y học cổ truyền thôi, đó là xuất huyết do nhiệt. Nha, mà dạng đó nó ít lắm anh chị. Cái thứ hai, khi sử dụng chu xoa, cái màu đỏ đỏ đó, y học cổ truyền mình hay nói nó đi vô tâm, nhưng các anh chị nhìn lại, em cũng có một cái slide nói về nó rồi đó, thì trong nó thành phần gồm gì các anh chị nhớ không?
Nó có thủy ngân không? Nó có gì các anh chị? Thủy ngân không? Đúng rồi, thủy ngân chính xác. Thủy ngân nè, lưu huỳnh nè, hai cái độc kỳ luôn. Mấy Mà cái này là trong các anh chị hình dung đi, thủy ngân đi vô người mình gây suy thận liền, chứ không cần thời gian dài đâu các anh chị, thời gian ngắn thôi là mình đã bị ngộ độc thủy ngân rồi. Cho nên hiện tại bây giờ đâu có ai cho sử dụng cái chuông xa đó đâu nha chị. Dạ em cảm ơn cô. Dạ cô ơi, cho em hỏi là cái em nghe một số người lớn tuổi nói là uống thuốc đông y á, là bị nổi nhọt, có thường xuyên bị nổi nhọt á cô, thì cái đó có không cô? Rồi câu đó em cũng không biết luôn, tại vì sao không biết người lớn là ai. Em hay nói với các anh chị, hay nói rõ ràng thẳng tính chút xíu là khi nào mình nghe đối tượng y tế, cái đối tượng nói với mình á, là nhân viên y tế thì mình hãy chú ý. Còn những đối tượng mà ngoài nhân viên y tế thì mình đừng chú ý. Tại vì miệng đời thì rất nhiều, mình không rảnh đâu mình đi giải thích. Và khi nào người trong ngành nói thì mình mới nghĩ ngợi coi tại sao người ta nói như vậy, rồi tại sao mình đi tìm nguyên nhân nha. Còn bây giờ nói uống thuốc y học cổ truyền nổi mụn nhọt, em cũng chả biết thuốc đó là thuốc gì, cơ chế như thế nào mà nổi mụn nhọt luôn. Cho nên em không bỏ qua những chuyện đó, không quan tâm. Dạ rồi, con cho em hỏi nha cô. Là hỏi đi các anh chị. Nguồn dược liệu á, bây giờ cái đáng tin là ở chỗ nào là